Năm 2010, một vụ án hiếp dâm giết người xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc. Vụ án này khiến cho cảnh sát Tô Châu bó tay trong 7 năm. Một bước ngoặt đã xảy ra khi người hàng xóm của hung thủ hóng hớt với cảnh sát và vụ án đã được phá giải. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, hãy cùng mình đi tìm hiểu vụ án này nhé. Ngày 28 tháng 12 năm 2010, anh Tiểu, một người dân sống ở khu công nghệ cao, thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc, khi đang làm việc ngoài ruộng, thì vợ của anh ta nói rằng hình như bên kia có người nằm trên cánh đồng. Tò mò tiến lại gần, cô phát hiện đó là một thi thể nữ, khiến cho cô sợ mất mật. Cô nhanh chóng chạy về phía chồng và nói với anh ta rằng đó là một thi thể phụ nữ. Người chồng cũng run như cầy sấy, vội lấy điện thoại bấm số 110 để gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát Tô Châu huy động các cơ quan hình sự, pháp y, cảnh sát kỹ thuật và các lực lượng khác nhanh chóng tới hiện trường vụ án. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể là nữ, khoảng 16 cho đến 17 tuổi, cao khoảng 1m6, mặt ngửa lên trên. Trên cơ thể không có vết thương do vật cùn hoặc lực mạnh gây ra, nhưng quần của nạn nhân thì bị cởi xuống dưới mông. Cổ có vết bầm, cô đi thất trắng, chiếc áo màu đỏ thì bị vứt sang một bên. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm xử lý vụ án của cảnh sát, vụ việc này nhanh chóng được xác định là một vụ hiếp dâm giết người. Bởi vì có rất nhiều hung thủ sợ chuyện bị bại lộ sau khi phạm tội, nên đã lựa chọn việc giết người để diệt khẩu. Qua giám định pháp y, cô gái bị hại tử vong không quá 12 giờ. Cách hiện trường 2 mét có chiếc giày cao gót và đế giày dính rất nhiều bùn. Những cảnh sát giàu kinh nghiệm phân tích, khi còn sống cô gái mang giày cao gót, mà mang giày cao gót đi trên ruộng thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Thông qua việc khám xét dấu giày, gần như có thể khôi phục lại những gì đã xảy ra với cô gái trước khi cô ấy bị giết. Cảnh sát cho biết, chúng tôi phát hiện được nhiều lỗ do đôi giày của nạn nhân dẫm lên đất trải dài từ phía tây, sau đó đi đến gần ruộng lúa thì phát hiện càng nhiều lỗ hơn cho đến bên cạnh đường. Câu hỏi được đặt ra là vì sao cô gái này lại đi giày cao gót và đi qua cánh đồng lầy lội này vào ban đêm để làm gì? Cảnh sát suy luận có hai khả năng xảy ra. Một là cô gái đang trên đường về nhà thì bị kẻ xấu truy đuổi nên đã chạy xuống đây rồi bị hãm hiếp. Hai là cô gái bị kẻ xấu khống chế rồi đưa ra nơi vắng vẻ này để giở trò đồi bại. Để làm rõ vấn đề này, cảnh sát thụ lý vụ án đã khám xét lại hiện trường một cách kỹ lưỡng và thu được kết quả bất ngờ. Đó là ngay cạnh lỗ do giày cao gót tạo thành, còn có một số dấu giày mờ có vân hình tròn. Cảnh sát phác họa lại dấu giày như hình ảnh trên video mà chúng ta có thể thấy. Từ kích thước cho đến hình dáng, cảnh sát chắc chắn dấu giày này là của đàn ông. Người này đi giày cỡ 41, cao khoảng 1m7. Và người đàn ông này rất có thể là kẻ cưỡng hiếp và sát hại cô gái. Vì thế cảnh sát đã so sánh dấu giày đó ở tất cả các cửa hàng giày lân cận. Thế nhưng sau vài lần điều tra thì không tìm thấy mẫu giày nào tương tự. Vì thế mà cuộc điều tra của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra lại hiện trường vụ án và lần này đã có một phát hiện lớn. Họ tìm thấy tóc, sợi dây điện thoại và một chiếc điện thoại bị hỏng ở con đường bên cạnh ruộng lúa. Mặc dù chiếc điện thoại đã bị hỏng, nhưng thẻ SIM bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cảnh sát đã lấy được nội dung ở trong điện thoại để có được thêm manh mối. Vì SIM của nạn nhân chưa xác minh danh tính nên cảnh sát chưa xác minh được chủ nhân của nó. Nhưng dựa vào lịch sử cuộc gọi, đêm trước khi nạn nhân bị sát hại đã gọi điện nói chuyện với ba người. Trong điện thoại còn có một bức ảnh chụp ngôi làng. Nhờ manh mối này kết hợp với thời điểm xảy ra sự việc, cảnh sát đã tìm ra được vị trí chụp của bức ảnh và suy đoán cả nghi phạm và cô gái đều là người dân ở làng gần đó. Cảnh sát đã ngay lập tức chia lực lượng thành ba nhóm để hỏi thăm manh mối từ những người dân xung quanh hiện trường vụ án. Một là tìm kiếm hung thủ, hai là xác nhận nguồn gốc của thi thể. So sánh hình ảnh trên điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đã mô tả tỉ mỉ đặc điểm cơ thể của nạn nhân và sợi dây đeo điện thoại cho người dân xung quanh xem. Đúng là trời không phụ lòng người, có người nói hình như ông Triệu trong làng có đứa con gái như thế. Ngay lập tức, cảnh sát đã nhanh chóng tới nhà ông Triệu, nhưng ông Triệu lại không có nhà mà chỉ có vợ của ông ta. Sau khi được cảnh sát mô tả, bà vợ nhanh chóng xác nhận đây chính là cô con gái nuôi của họ tên là Tiểu Giới. Sau khi biết tin con gái nuôi Tiểu Giới của mình đã bị sát hại, bà mẹ nuôi vô cùng đau xót. Bà ta nói bà ta không biết đêm đó Tiểu Giới không có nhà, mãi đến sáng thức dậy thì mới biết. Sau đó bà nhìn thấy cái ghế dưới bức tường ngoài sân thì mới biết Tiểu Giới trèo qua tường ngoài sân để đi ra khỏi nhà. Mẹ nuôi nghĩ rằng Tiểu Giới đi rồi sẽ về, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cô bé lén lút đi ra ngoài chơi buổi tối. Bà ta còn cho biết thêm, bình thường Tiểu Giới rất thích đi chơi, có khi cả đêm không về, hay trèo qua bức tường ngoài sân để đi giao du với bạn bè xã hội. Cô kết bạn với anh em trên mạng rồi quen biết rất nhiều bạn khác giới. Tiểu Giới đang ở độ tuổi cập kê nên rất khó bảo. Cô thường an dua theo đám bạn ăn chơi mà không thèm nghe lời của bố mẹ nuôi. Thế nhưng bà không thể ngờ, lần này vì trốn đi chơi mà con gái lại xảy ra chuyện đau thương đến như vậy. Sau khi biết được danh tính của nạn nhân,
cảnh sát ngay lập tức điều tra ba người đã liên lạc với Tiểu Giới vào đêm hôm đó. Ba người này đều là nam giới, trong đó Lưu và Triệu 19 tuổi, còn Vương thì lớn tuổi hơn. Cả ba đều là người gốc Tô Châu. Sau khi cảnh sát điều tra thì biết được nhà Vương gần nhà Tiểu Giới. Theo dân làng thì được biết, tên Vương này không phải là người tốt đẹp gì. Trong nhà có tí tiền mà suốt ngày khoe khoang trước mặt người khác. Thỉnh thoảng anh ta cũng đưa phụ nữ từ làng khác về. Nhưng mà gần đây, Vương thường nịnh nọt hay cho Tiểu Giới đồ ngon rồi dụ cô ta về nhà. Mẹ nuôi sau khi biết chuyện thì đã nhiều lần đến gặp Vương để cảnh báo anh ta tránh xa con gái. Nhưng Vương không thèm để ý đến mấy lời cảnh báo đó. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Vương bị tình nghi phạm tội nghiêm trọng. Vì vậy cảnh sát đã lập tức triệu tập và tiến hành thẩm vấn anh ta. Theo lời khai của Vương, đêm đó anh ta đã gọi điện mời Tiểu Giới đến nhà chơi. Nhưng cuộc gọi vừa kết nối thì Tiểu Giới nói rằng cô ta đã đi ra ngoài. Vương hỏi cô có muốn anh ta đưa đi không thì Tiểu Giới nói không cần rồi cúp máy. Sau đó Vương sợ Tiểu Giới đi chơi một mình buổi tối không an toàn nên đã đi ra ngoài để tìm cô ấy. Trong lúc đi tìm thì Vương có gọi hỏi lại cô ấy đang ở đâu. Tiểu Giới nói trời quá tối, cô ấy không biết mình đang ở đâu, sau đó cúp máy điện thoại của Vương. Nhưng một lát sau Vương gọi lại cho cô ấy thì chỉ nghe thấy tiếng âm thanh chói tai của điện thoại. Tìm cô không được nên Vương đã quay về nhà. Trong suốt quá trình thẩm vấn, cảnh sát quan sát hành vi của Vương thì thấy anh ta không giống như đang nói dối. Hơn nữa, hai người này đã quen biết nhau từ lâu. Nếu Vương muốn làm chuyện đó với Tiểu Giới thì chắc chắn sẽ tìm một nơi sạch sẽ, chứ không phải là nơi đồng ruộng lầy lội này. Ngoài ra cỡ giày mà Vương đi không phải là 41, nên sau khi xem xét thì Vương tạm thời bị loại khỏi diện tình nghi. Sau đó cảnh sát nhanh chóng bắt Lưu và Triệu để thẩm vấn riêng. Theo lời khai của Lưu, tháng trước anh ta và Tiểu Giới gặp nhau ở một quán net. Sau đó cả hai đã cùng hẹn hò với nhau vài lần. Đêm đó là Tiểu Giới đi tìm anh ta. Vì Lưu sắp đi ra ngoài làm việc, muốn gặp Tiểu Giới thử xem có thể giao lưu thân mật với em yêu Tiểu Giới hay không. Thế là cả hai hẹn gặp nhau ở một ngã tư ở thị trấn Tây Hà. Lưu bắt taxi từ Tô Châu đợi Tiểu Giới ở ngã tư. Nhưng khi đến thời gian như đã hẹn thì đợi mãi mà Tiểu Giới không đến. Lưu tưởng Tiểu Giới cho anh ta leo cây nên gọi điện hỏi Tiểu Giới. Nhưng gọi mấy lần đều không được. Cuối cùng Lưu lại bảo tài xế taxi về Tô Châu trong một tâm trạng bực bội. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc taxi đã chở Lưu đêm đó. Tài xế taxi có thể chứng minh từ 9 giờ cho đến 10 giờ Lưu đã ở trong xe taxi của anh ta và họ cũng không hề gặp Tiểu Giới. Bây giờ chỉ còn một nghi phạm khác nữa, đó là Triệu. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh ta rất có vẻ bình thản khi đối mặt với cảnh sát. Theo lời kể của Triệu, anh và Tiểu Giới chỉ là bạn bè bình thường trên mạng, chưa bao giờ gặp nhau. Đêm đó, anh và Tiểu Giới gọi điện hẹn gặp nhau ở thị trấn Tây Hà. Về địa điểm gặp cụ thể thì Tiểu Giới nói rằng bao giờ đến thị trấn Tây Hà thì mới nói. Thế là Triệu đã đến đó trước. Triệu tự ý đặt phòng ở một khách sạn tư nhân với ý định sẽ cùng Tiểu Giới hoàn thành dự án, làm mềm phần cứng. Nhưng đợi đến 10 giờ tối vẫn chưa thấy Tiểu Giới gọi lại nên anh ta đã gọi cho Tiểu Giới nhiều lần nhưng đều không thấy cô nghe máy. Triệu nói sau đó anh ta vẫn ở khách sạn xem TV để chờ Tiểu Giới gọi lại. Nhưng đợi đến đêm muộn mà Tiểu Giới vẫn chưa đến. Sau đó anh ta thấy quá muộn, cảm thấy tiếc rẻ vì đã đặt phòng qua đêm nên anh ta đã đành ngủ một đêm tại khách sạn và đến sáng hôm sau thì trả phòng và rời đi. Theo những gì mà Triệu nói và cảnh sát cũng đã có được xác nhận từ chủ khách sạn là Triệu không hề nói dối và cỡ giày của Triệu đi không phải là cỡ 41. Một cô gái khoảng 16 cho đến 17 tuổi hẹn cả hai người đàn ông cùng một đêm. Điều này khiến cho cảnh sát rất khó hiểu. Cảnh sát đặt ra câu hỏi liệu cô gái này đang làm gái hay cô ta đang xếp lịch chăn hai anh một đêm. Những bản ghi của điện thoại của nạn nhân đã chứng minh những gì Lưu và Triệu nói đều là đúng. Cảnh sát thấy ba người này đều có khả năng phạm tội, nhưng trong quá trình điều tra thì cả ba người này đều có bằng chứng ngoại phạm. Mấy ngày sau, cảnh sát tiến hành phân tích sinh học mẫu tóc rơi tại hiện trường. So sánh ADN cho thấy cả ba người đều không phải là hung thủ. Kết quả này khiến cho cảnh sát chán nản. Lúc này vụ án thực sự đi vào ngõ cụt và dường như công sức mấy ngày qua đều đổ bể, vụ án lại quay lại điểm xuất phát. Nhưng cảnh sát vẫn không bỏ cuộc. Họ điều tra những điểm mấu chốt và tập trung vào những người dân địa phương có tiền án hoặc lạm dụng ma túy và đi cỡ giày 41. Nhưng thành phố Tô Châu là một thành phố lớn, có lượng lao động nhập cư rất đông và người dân ở đây đi ra tỉnh khác làm ăn cũng không ít. Do vậy lượng người đến và đi rất nhiều, rất khó có thể điều tra. Vậy nên, cảnh sát đành tập trung điều tra những người đột nhiên rời khỏi địa phương sau thời điểm xảy ra vụ án trước. Cảnh sát đã điều tra từng người một, nhưng cuối cùng bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Chuyện này làm cho quá trình điều tra ngày một chậm lại. Trong lúc tuyệt vọng, cảnh sát đã treo thưởng người nào có thể cung cấp manh mối để giải quyết vụ án sẽ được khen thưởng 30.000 nhân dân tệ. Thế nhưng mặc dù dân làng rất nhiệt tình cung cấp manh mối,
nhưng cảnh sát tuyên bố vẫn chưa tìm ra được nghi phạm có liên quan tới vụ án này. Cuộc điều tra này kéo dài 7 năm, và trong 7 năm đó, Giám đốc Công an Tô Châu đã phải đổi qua mấy người. Một số sĩ quan cảnh sát trong đội điều tra năm đó cũng đã đảm nhận nhiệm vụ khác. Nhưng bất kể ai còn đương chức, vẫn chưa từng bỏ ngỏ việc điều tra vụ án này. Bất cứ khi nào có thời gian, họ đều đến hiện trường, tìm ra làng để tra hỏi, cố gắng tìm bằng chứng mới. Trong 7 năm đó, công nghệ xét nghiệm ADN cũng có những bước tiến đáng kể, đã mang lại hy vọng cho cảnh sát phụ trách vụ án. Cuối cùng đầu năm 2017, đội điều tra đã có một bước ngoặt quan trọng, đến từ một người dân làng Cao Cương, thị trấn Tây Hà. Người đó cho biết, hàng xóm của mình tên là Phí, đã đột ngột trở về sau nhiều năm gia đình mất liên lạc. Trước đó, Phí là một trong những đối tượng điều tra quan trọng về những người đột ngột rời quê sau khi vụ án xảy ra. Trước khi vụ án xảy ra một năm, thì Phí đã ly hôn và luôn sống một mình. Vì vậy không ai biết anh ta đã đi đâu sau vụ việc, và cũng không ai biết thông tin liên lạc của anh ta. Đây là lần đầu tiên Phí trở về quê sau 7 năm. Cảnh sát lập tức lái xe đến làng Cao Cương để tìm Phí, lấy các mẫu xét nghiệm sinh học của anh ta và gửi đi kiểm tra. Trước khi có kết quả so sánh ADN, Phí đã bị cảnh sát theo dõi 24/24. Sau vài ngày đối chiếu, thì cảnh sát đã có được kết quả đáng mừng. Mẫu ADN và mẫu tóc tại hiện trường năm đó được cảnh sát tìm thấy chính là của Phí, và cỡ giày của Phí cũng là 41. Nhưng để chắc chắn hơn, cảnh sát đối chiếu ADN lại một lần nữa, và kết quả vẫn cho là trùng khớp 100%. Sau khi xác nhận, Phí chắc chắn liên quan đến vụ án của Tiểu Giới năm đó. Chiều ngày 22 tháng 2 năm 2017 là một ngày mưa gió, nghi phạm hình sự Phí đã bị bắt ở huyện Định Biên, tỉnh Thiểm Tây. Đối mặt với bằng chứng là dấu giày thầy hiện trường và mẫu ADN từ tóc mà cảnh sát thu được, Phí đã phải thành thật thú nhận tội ác của mình và thuật lại toàn bộ quá trình sát hại Tiểu Giới đêm hôm đó. Vào đêm xảy ra vụ án, sau khi tan làm thì Phí đi uống rượu với đồng nghiệp. Sau khi nhậu xong, Phí lái xe máy về nhà một mình trong tình trạng thèm muốn. Khi đến đại lộ Tây Tây, Phí đã nhìn thấy Tiểu Giới mặc đồ màu đỏ đi một mình. Vào thời điểm đó, đoạn đường này khá là vắng vẻ, nên hắn ta đã nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân. Phí khống chế kéo Tiểu Giới xuống ruộng và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Trong lúc hành sự, Tiểu Giới đã chống cự quyết liệt và dọa sẽ báo cho cảnh sát. Sợ chuyện bị bại lộ, nên hắn ta đã siết cổ cô cho tới chết. Gây án xong thì Phí cũng tỉnh rượu. Hắn biết mình vừa gây ra tội lớn nên đã bỏ trốn ngay trong đêm. Sau 7 năm tưởng chừng như tội ác của mình đã chìm xuống nên hắn ta mới dám về quê. Nhưng không ngờ gặp phải người hàng xóm hóng hớt báo cho cảnh sát, khiến hắn ta phải trả giá. Với tội ác của mình, Phí nhận án tử hình thi hành sau 2 tháng. Sau 7 năm nỗ lực của cảnh sát không có kết quả, nhưng nhờ có người hàng xóm mách lẻo mà vụ án này mới được phá giải. Đúng là không có chiếc camera nào tốt bằng camera chạy bằng cơm, đúng không các bạn? Chỉ vì một lần say rượu không làm chủ được cậu nhỏ mà khiến cho cậu lớn bị tử hình, thật không đáng chút nào phải không? Còn về phía nạn nhân là vợ con gái, lại trốn nhà đi chơi đêm, một lúc giao du với nhiều người xấu, không sớm thì muộn thì cũng gặp họa. Qua vụ án này, mình khuyên các bạn nữ hạn chế ra ngoài vào ban đêm, tránh gặp bạn bè qua mạng, và nên mang theo vật dụng phòng thân khi đi ra đường, ví dụ như bình xịt hơi cay chẳng hạn, cẩn thận một chút vẫn hơn các bạn nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Hãy để lại comment ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng tiếp một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.